Không hỏi chút ít, rồi chiều này là bỏ tốt thêm một tí rưỡi nữa. Thì tính ra công với Phật tử đi, tầy xa. Nhưng mà con bị cái lỗi là thức bất tùy tâm, mà lực bất tùy tâm. Để mình học, để thức của mình nó cũng có khác, hay thứ mình muốn. Bởi vậy nên là phải hạn chế buổi sáng không có gián tiếp, để dành một chút hơi buổi chiều nói. Thì vậy nên rồi lẽ ra thì cũng nói một tiếng nữa, nhưng mà quý vị thầy thuốc thì kêu hoài nó thành thầy nói rồi lỡ trời kêu nó có cái gì nữa chừng làm sao là không dám nói nhiều, chỉ có một tiếng đồng hồ để cho quý Phật tử có những cái thắc mắc lâu ngày gặp được muốn hỏi thì chúng tôi sẽ trả lời từ từ để cho quý vị hiểu mà thôi. Hôm nay tôi sẽ trả lời những câu hỏi mà quý vị đã đưa lên trước. Thì có những câu hỏi nào mà nó phổ thông thì tôi trả lời trước, vì đó là mọi người đều cần biết. Thì xong là chuyên môn thì trả lời sau, vì đó nếu như có ít người, còn nếu còn thì giờ nữa thì hãy nói rộng hơn. Có một Phật tử hỏi: thưa thầy, có địa ngục không? Câu hỏi này nó rất là thông dụng, bởi vì nói tới tu Phật mà không biết có địa ngục hay không, mà vô ở trong chùa thì thấy vẽ Phật điện minh vương rồi cảnh ca thảo này kia. Thì như vậy, nếu mà nói theo cái nghĩa thường thì phải xác định là có, phải không? Nếu không có trong chùa dễ làm chi? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, thì trong kinh Phật gọi là lục đạo luân hồi đó. Lục đạo thì trong đó địa ngục là thấp nhất, rồi ngạ quỷ, súc sanh, rồi người, A-tu-la trời, rồi sáu cái đường luân hồi là trong kinh Phật thường nói. Thì như vậy, nói như vậy thì nói như là xác định là có. Nhưng rồi sẽ có những người thắc mắc, nó nói nó có địa ngục thì sao tôi mới thấy. Bây giờ ở chỗ nào? Phải không? Nếu có địa ngục thì phải biết đường ở chỗ nào. Mà nếu mà nói địa ngục là ở dưới đất, mình đào sâu ở dưới rồi có địa ngục, thì sợ em là nó không hợp với khoa học bây giờ. Do đó cho nên trước tiên tôi định nghĩa chỉ địa ngục trước. Địa ngục mình định nghĩa chỉ địa là đào sâu dưới đất, mà chỉ địa là chỗ, cũng như là địa phương đó, là chỗ cái chỗ hành phạt thì nó là địa ngục. Rồi mình cứ như nó địa cái tưởng đất đào xuống ở dưới đất thì có địa ngục ở dưới đất. Đó là một cái hiểu lầm về chữ. Thì phàm chỗ nào mà hành phạt những người tội lỗi thì chỗ đó gọi là địa ngục. Thì như vậy, địa ngục sẽ có hai địa ngục: địa ngục của trần gian và địa ngục của ngày mai khi tạo nghiệp ác mình phải thọ quả ác. Có hai cái thứ địa ngục đó. Bây giờ trần gian quý vị thấy có địa ngục không? Nhưng mà bây giờ đặt câu hỏi lại, ai có thể biết cảnh ở trong địa ngục? Bởi vậy cho nên trong kinh Địa Tạng có một câu nói thế này: nhược khi quay thành tích tu nghiệp lực, khi thử dị sự chung bất năng đái. Nó là địa ngục nó có, mà chỉ một là người có quay thành mới đến trong đó được, hai là người bị cái nghiệp lực mới vào trong đó.
Còn ngoài hai cái đó thì thôi miễn thấy. Thì cũng như bây giờ cái đường ở Trần gian này ai được vào trong đó như là hoặc người có quyền như những người thanh tra hoặc là những người chế ngục rồi đó, thì mấy người đó mới được vào, còn không thì người có tội vô. Chứ còn mình mới cho tôi vô coi cái tại sao họ cho. Bởi vậy cho nên nhiều khi mình các cái nhà bên cạnh sáng đường mình không biết trong đó cái gì hết. Thì như vậy Phật nói quá rõ, có nhưng mà không phải ai cũng thấy ai cũng biết, tùy theo cái nghiệp. Nếu có nghiệp đó thì cảnh địa ngục nó đỡ ràng, còn không thì mình là cái người có cái thần thông diệu dụng gì đó hay cái quyền lực cao siêu gì đó thì mới có thể tới chỗ đó được, chứ còn bình thường thì không ai tới được. Thì như vậy địa ngục nó có, mà có với ai có nghiệp với nó, mà nó cũng có thể không, không với những người không có tội ác, phải không? Chứ còn nhiều khi cứ nói là nhất định địa ngục phải có với tất cả mọi người thì không đúng, phải không? Cũng như bây giờ hỏi thánh đường có với ai, có với người có tội, còn mình không tội, từ bé tới già tới chết không bao giờ biết thánh đường là cái gì, phải không? Thì như vậy ai không có cái nghiệp đó thì không bao giờ tới, mà không bao giờ tới thì coi như không có. Còn người có cái nghiệp đó thì nhất định sẽ thấy nó. Ví dụ bây giờ có chú nào đó đi ăn cướp ăn trộm ra bị bắt thì liền thấy thánh đường, phải không? Nên là ở chỗ nào đó cũng có thể thấy thánh đường được liền. Còn mình trước đời mà không có tạo tội đó thì không bao giờ thấy. Thì như vậy đó là một sự thật nha. Bởi vậy cho nên trong nhà Phật nói nó rõ ràng, là mình nhiều khi mình hiểu lầm. Người ta cứ nói phải đào sâu dưới đất mới có địa ngục, thì cái đó là một cái lối sai lầm. Địa ngục tùy chỗ, tùy cái nơi. Nếu mình tạo nghiệp gì đó thì liền mình thấy cái cảnh địa ngục nó hiện với mình, chứ không có nhất định là nơi nào chỗ nào. Còn trong kinh nói các cái địa ngục lớn nhỏ như trong kinh Địa Tạng đó, để diễn tả cái cảnh đau khổ của những người mà phải chịu nghiệp sâu dày đó, thì mình tả cảnh như vậy mà cũng không nói nó ở chỗ nào. Nói có những địa ngục vậy vậy. Thì đó là cái câu hỏi thứ nhất, hỏi có địa ngục hay không. Mà nếu địa ngục có thì thiên đường có hay không? Có không? Nghĩa là cuộc đời là tương đối, có cái xấu tức là có cái tốt. Bởi vậy cho nên quý vị biết có cái cảnh khổ thì phải có cái cảnh vui, phải không? Do đó mà chúng ta nghĩ rằng cái cảnh khổ có thì cảnh vui cũng có, mà cảnh khổ là do tạo nghiệp ác mà nên, thì cảnh vui cũng do tạo nghiệp lành mà được. Thì như vậy tất cả chúng ta tu là muốn hết khổ, muốn được vui thì mỗi vị phải làm sao? Biết chắc rằng có địa ngục thì mình phải cố gắng tu để thoát khỏi cái cảnh khổ của địa ngục và sẽ sanh được cái cõi lành, hoặc là thiên đường, hoặc là cực lạc chẳng hạn, tùy theo cái phước của mỗi người tu. Thì như vậy là tôi giải cái câu thứ nhất hỏi về địa ngục trời. Đến câu hỏi thứ hai thì có một vị đọc trong cái quyển An Mây Ngủ có bài kệ. Bài kệ này là của vua Trần Nhân Tông, lúc đó ngài đi tu rồi, thì gọi đó là Sơ Tổ Trúc Lâm, hay gọi ngài là Trúc Lâm Đầu Đà.
Thật ra đi tới Yên Tử rồi, tôi cảm thông với chữ đầu đà của Ngài ghê lắm. Đầu đà là tiếng Phạn, dịch âm, dịch nghĩa theo Trung Hoa gọi là đảo tảo. Đảo tảo tức là phủi vũ cho nó sạch sẽ. Cái hạnh đầu đà là cái hạnh khổ hạnh. Mà Ngài sau khi đi tu rồi thì Ngài liền từ bỏ, không đi chịu, không đi thuyền rồng. Mà chỉ có tu thì đường chắc trở lắm, có khi cải nhựa mà cũng ít khi. Mà quý vị nhớ, từ ở Hà Nội thành Thăng Long mà lên tới núi Yên Tử, con đường hồi xưa đi quằn quèo đi theo những cái lối mà vượt qua nhiều khúc đường bằng, rồi tới những khúc đường núi, thì chúng tôi đi chỉ xe tới còn cách có 18 cây số phải lộ bộ. Mà quý vị coi trong đó lại đổ một hồi hộp, lội ra 9-10 cái khúc suối, nước chảy ào ào đá trên. Như vậy mà Ngài nghĩa là khi đi tu rồi, như lúc trước tôi có đọc một cái đoạn sách cho anh Ngô Thầy Nhậm, ông Bình, ông nói Ngài đi tu chứ mà tâm Ngài còn lo việc nước, cho nên đi lên núi Yên Tử, lên suốt ở từng chóp núi là ngồi tu để dầm chừng ra ở phương Bắc cái sông Băng thôi. Thì đọc cái đoạn đó thì thời xưa tôi không biết trời đất gì, thì nghe vậy hay vậy. Nhưng từ ngày đi tới tận nơi rồi thì tôi mới cải tránh cái điều đó và khẳng định rằng cái nhận định đó lệch lạc. Bởi vì núi Yên Tử là một dãy núi dài mà cao, nó liên tục. Mà từ đó muốn nhìn qua Trung Quốc á, thì trên núi Yên Tử thì quý vị thấy mây nó mù mù hoài, mà có mắt thường thì sao thấy. Mà mấy từ đó qua lên tới Trung Quốc là mấy chục cây số nữa, mà không có ống dòm thì thấy không được. Mà hồi xưa đâu có ống dòm, nó là cái chuyện nó ngồi theo chừng là chuyện vô lý. Rồi cái vô lý thứ hai nữa là cái dải núi đó từ Trung Quốc qua Việt Nam chúng ta chỉ có hai lối. Một lối ở dưới Quảng Ninh là gần bờ biển đất bằng, thì ở bãi nó tràn vươn qua phía đó. Hoặc một cái lối nữa ở Lạng Sơn, chỗ cái con đường mà chúng ta thường nghe mà cạnh Liễu Thăng là bị giết rồi đó, là cái con đường đó là có cái khúc đường bằng. Thì ở bãi quân đội nó mới tràn qua đường bằng, ngựa xe nó lương thực nó mới tải được. Còn cái núi dốc tính làm sao mà tải được, mà đi ngay đó mà lên đó mà ngồi tới gác. Thành ra đó là một cái điều không có thể nào chấp nhận được. Ngài sở dĩ Ngài lên đó là vì Ngài muốn đi cho xa cách thành phố, xa cách triều đình. Nhưng một lần đi tu là khẳng định đi tu, đừng có bận rộn việc nhà, việc nước nữa. Cho nên Ngài mới tìm chỗ xa vắng mà ở. Từ đó mà muốn chạy về, hồi xưa đi ngựa thì có 2-3 ngày. Thành ra có ai mà chuyện nhỏ nhỏ mà chạy tới hỏi Ngài đâu. Như vậy thì một lần đi tu là dứt khoát, chứ không có cái thái độ lùng chừng. Chứ còn nếu mình bây giờ đi tu á, mà ai gọi là hạng khá giả á, đi tu thì kiếm cái chỗ nào gần gần nhà các cái cốc, rất là già cỡ 60-70 tuổi, các cái cốc cho nó có đủ tiện nghi, rồi để cho con cháu rồi nó lại tới nuôi coi chừng, mình tu cho nó khỏe, phải không? Phát lên núi là rừng tu, chứ không có muốn ở gần thành thị, gần kinh đô. Mà trong cái bài kể này là khi Ngài đã 60 tuổi, năm đó Ngài ở trên núi thì có tin một bà công chúa là chị của Ngài đau nặng, sắp tắt thở,
yêu cầu muốn được gặp Ngài một lần chót. Cho nên Ngài mới chống gậy xuống núi đi về thăm người chị. Có lẽ vì bà hồi còn bình thường học ít tu lắm, cho nên giờ gần chết sợ quá thì muốn cầu cứu người em trợ lực, nên rồi mới tha thiết yêu cầu Ngài về. Thì khi mà Ngài về thăm rồi thì Ngài khuyên nói rằng chị ráng niệm Phật, tưởng Phật, nếu mà xuống dưới có lỡ xuống địa ngục thì họ có hỏi, thì nói thì tôi có lời em là Trúc Lâm Đầu Đà, thì sau này em có thể có cơ hội sẽ cứu chị. Nói xong rồi thì Ngài từ giả trở về núi. Khi trở về núi thì vì đi bộ cho nên đi mấy ngày đường, đi tới cái chùa tên Cổ Pháp là gì, tên gì tôi cũng hơi quên, không nhớ rõ lắm. Thì Ngài mới nghỉ đêm lại, sáng Ngài từ giả Ngài đi, Ngài liền yên cái bài thơ này ở trên vách chùa, tức là bài thơ gần như là bài thơ chót đó. Nguyên chữ Hán là thế số nhất tức mặt, nhân tình lưỡng hải nhân, ma xung hồn thái thậm, Phật quốc bất thắng xương. Nguyên chữ Hán là vậy. Nhưng ở đây thì quý vị họ dịch trong cái quyển A Mây Ngủ thì dịch số đời một hơi thở, tình đời hai biển xanh, cung ma vô số kể, nước Phật một trời xuân. Thì cái dịch này tôi không bằng lòng với câu thứ hai, nói rằng thế số nhất tức mặt, tức là cái số đời chỉ trong một hơi thở. Thì quý vị đọc trong kinh Phật chắc nhớ câu đó, thở ra mà không hít vào là hết một đời, phải không? Thì cái đời mình nói sống mấy mươi năm cho chỉ là thở ra sạch mà không có mượn, không hít trở vô thì kết thúc cuộc đời. Cho nên nó cuộc đời một hơi thở, mỏng quá, ngắn quá chừng. Nhưng mà tình đời, nhân tình lưỡng hải nhân, tức là lòng người hai điểm bạc. Bởi vì chữ bạc đó nó dịch nó bị sắc, nó giận sắc, cái ngân như thế nó là cái giận bằng, mà bây giờ mình dịch cái chữ bạc đó thì nó thành giận sắc. Cho nên giờ các ngài dịch nó hai điểm xanh, nước ta thích giống như bạc. Nhưng mà sự thật để nói lên rằng lòng ngài như hồi nãy tôi đã nói về tôi nói rằng lực bất tùy tâm, cái sức nó không có theo được cái lòng mong muốn của mình. Thì Ngài cũng vậy, nhân đây Ngài biết Ngài sắp từ giả cuộc đời, mà cái tâm của Ngài muốn độ bao nhiêu chúng sinh, tâm quá rộng nhưng mà sức nó là hữu hạn. Bởi vậy cho nên Ngài mới nói câu đầu là chỉ cho cái cuộc đời ngắn ngủi như vậy. Qua câu thứ hai thì nó lòng mình thì nó thơm thang như hai biển bạc. Bởi vì chỗ này quý vị nhớ người xưa hay nói những cái nơi mà họ xài tiền nhiều đó thì họ nói rằng rừng tiền biển bạc đó, thấy không? Đó, chỗ nào mà xài tiền quá nhiều thì nó rình tiền biển bạc. Thì nghĩa là để nói cái lòng tham muốn mong mỏi của mình nó quá lớn, mà cái sức lực mình thì nó giới hạn thôi. Nên có nhiều vị già lũ cụ rồi, ma chết không hay, mà cứ nghĩ tính làm cái này, tính làm cái kia, tính làm cái nào cứ tính hoài,
mà không nghĩ rằng cái tuổi thọ mình nó không cho phép, nó không đủ sức lòng mà thiếu tính, đúng không? Đó là nói cái thế đời, cái tình đời cũng như vậy. Còn ở đây trong đạo cũng thế, nhiều khi mình muốn cho cái đạo được sáng, muốn cho mọi người thấu hiểu được chánh pháp đúng đắn, nhưng mà người thì quá nhiều, chấp mê thì quá nặng, mà một mình lo mình nói sao cho rồi, nói sao cho hết, lụi đội thì cái thấy hơi thở cuối cùng nó sắp tới. Bởi vậy cho nên hai câu, một câu để nói cái tuổi thọ quá ngắn, một câu nói cái lòng tham nó quá to, thì như vậy nó cả mang hai ý nghĩa của người đời tham lam và cái ý nghĩa của người đạo muốn làm cho mai lợi ích nhiều người, nó cũng không được như ý, con người là ít được như ý. Đó là hai cái câu rồi. Đến hai câu sau là ngài an ủi ma cung hồn thái thậm, tức là nói cái cung ma đó nó mờ mịt quá lắm. Thì ở đây dịch là cung ma vô số kể nhiều lắm, thì nó hơi không có khác với cái nghĩa ma cung hồn thái thậm, tức là cái cung ma nó rất là mờ mịt mà nó dồn dập, nó dồn ép mình quá lắm, bức bách, nó cái khác là bức bách. Bởi vì cung ma tức là chỉ cho ở cõi địa ngục rồi đó, là u minh đó, thì nơi đó là nơi tối tăm, nó bức bách, nó dồn mình một cách quá nặng. Thì đó, nếu ai mà tạo ác làm dữ thì phải rơi vào cái cảnh khổ ngặt nghèo đó. Ngược lại, nước Phật một trời xuân, thì câu này dịch rất khác, tức là Phật quốc bất thắng xuân, tức là nước cõi Phật này, tức là đẹp vô cùng, hay là luôn luôn là đẹp vui tươi. Chữ xuân là chỉ cho đẹp mà cũng nói là ý nghĩa vui tươi. Thì như vậy hai cái hình ảnh, một bên đen tối khổ đau, một bên thì sáng sủa vui tươi, mình chọn bên nào? Như vậy thì quý vị thấy có bốn câu mà khi ngài khóc lìa đời, ngài nhắc mình thật là chí lý, để biết rằng cuộc đời của mình nó mỏng manh, mà lòng của mình nó mênh mang nhiều quá, có nhiều bà lo cho con đã rồi phải lo cho cháu, cháu là không biết làm sao cho đứa nào nữa nó cũng phát tài, nó cũng được làm quan làm quyền, nó được sung sướng, tuổi thọ mình nó ngắn cũng mà lo cho một đời con nó hết hơi rồi, còn lo cho đời cháu nữa, nếu còn sống dài chắc lo tới chắc nữa, cứ lo hoài rồi tới chừng ngã là chết, chừng đó cái không biết mình ra sao. Cái đó là cái mê muội của con người, cho nên mình biết cái giới hạn. Còn hoặc giả có nhiều người ngay khi mà làm ăn được thì làm dư được một phần thì muốn tới hai phần muốn ba phần, tới già đầu bạc mà cũng còn muốn được cái nhiều vậy này, hết cho đầy kho, hết cho đầy lỏng, phải không? Mà không nhớ rằng tuổi thọ mình ngắn lắm đó. Thì đó là cảnh tỉnh cho chúng ta nhớ cái tuổi thọ chúng ta rất là giới hạn, mà lòng của con người nó không có giới hạn, phải không? Bởi vậy cho nên con người lúc nào cũng là đau khổ, vì nó không như ý, muốn làm nhiều lắm mà rồi cái tuổi thọ không cho phép, không làm gì được. Rồi hai câu dưới là để diễn tả một bên thì đen tối khổ đau, một bên thì vui tươi sáng sủa, thì chọn bên nào, một trong hai bên. Nếu mà mình cứ tạo những cái nghiệp ác gây như khổ đau cho mọi người thì phải đi vào cung ma, vào địa ngục là chỗ khổ đau tâm tối. Và nếu mình biết làm lành tu thiện và cố gắng hướng về tam bảo để mà mình tinh tấn tu hành thì sẽ về cõi Phật,
Cõi Phật thì ngày nào cũng là ngày xuân hết trơn, nghĩa là trọn đời mình là một mùa xuân nguyên chuyển đó, không còn buồn, không còn khổ nữa. Thì như vậy qua bốn câu thơ đã nói lên cái ý nghĩa cảnh tỉnh chúng ta phải sớm nhớ để mà ứng dụng tu hành. Đó là xong cho cái hai câu hỏi của một Phật tử. Câu này hỏi hơi đạo lý sâu chút, tôi đã dành cho anh nói chuyện sao. Câu này nó hơi dài một chút, tôi xin trả lời trước. Câu này có Phật tử hỏi rằng tại sao nói cái thất của Ngài Tịnh Văn vuông rộng một trượng mà có thể dung chứa được 1.000 tòa sư tử? Đó là cái câu hỏi số 1. Rồi câu hỏi số 2, trong kinh tử, trong kinh nói Thái tử Sĩ Đạt Ta lúc còn nhỏ thông minh, sách phạm, sách tiên có 64 thứ, Thái tử đều thông suốt. Nhưng khi ra vốn cửa thành dạo chơi thấy già bệnh chết, sao Thái tử chưa biết mà phải hỏi người đánh xe mới biết? Câu hỏi này cũng hợp lý để giải thích cho quý vị nghe. Về câu hỏi cái thất của Ngài Tịnh Văn, tức là Ngài Duy Ma Cạch. Ngài Duy Ma Cạch nói rằng thất Ngài có một trượng vuông, gọi là phương trượng đó, một trượng vuông. Mà một trượng thì nó là bốn thước. Thì thành như cái thất có bốn thước vuông thôi, mà chứa 10.000 tòa sư tử, mỗi tòa sư tử thì cả một gọi là một theo cái danh từ bây giờ thì cả cái số sẽ to lớn như nó, thì nghe nó không có sự thật chút nào hết trơn, phải không? Mà thật sự thật là nó không phải sự thật theo con mắt mình thấy. Bởi vì muốn nói rõ cái này thì trước tôi nói rộng thêm chút. Ngài Tịnh Văn hay là Ngài Duy Ma Cạch, trước khi mà Ngài chuẩn bị đón tiếp đệ tử của Phật đó, thì lúc đó Ngài nằm bệnh. Nằm bệnh thì tất cả những cái đồ chỉ còn ở cái giường bệnh thôi, giường nằm bệnh thôi. Như vậy thì quý vị hiểu cái gì trong đó rồi. Ngài dập hết tất cả những cái đồ đạc ở trong nhà, chỉ còn ở cái giường để nằm dưỡng bệnh thôi.
thì đó là một cái điều mà thường thường nghe thì chúng ta cũng cứ tưởng nào là bàn ghế sách vở rồi dọn sạch hết phải không? Đúng. Nhưng mà sự thật không phải vậy. Tức là dọn hết cái tâm này những cái thứ gì đó thương ghét buồn giận đời đều là sạch hết. Chỉ còn một giường nằm bệnh, tức là cái giường bệnh là chúng sinh bệnh cho nên ta bệnh, tức là chỉ còn có một cái tình thương lòng từ bi chứ không còn cái gì chen không hết. Hiểu cái đó rồi mới hiểu cái thách này, chứ còn không thì cứ nói cái thách thường. Mà khi cái tâm mình nó sạch hết mọi thứ phiền não, mọi cái thứ buộc ràng, chỉ còn có cái lòng từ bi thương chúng sinh bao la, thì cái tâm đó nó chúng sinh thì quý vị nghĩ chừng bao nhiêu? À, vô số kể, cho nên cái thất của ngài nó cũng rộng vô số kể. Bởi vậy cho nên bao nhiêu tòa sư tử chứa nên dồn cái đó đều chứa không có chặt. Đó là để nói lên rằng ngài Di Ma Cật khi mà gọi là nằm bệnh rồi Phật sai các vị đệ tử tới thăm đó, cái thất đó là cái thất tượng trưng hay là biểu trưng cho cái tâm của ngài đã sạch hết mọi phiền não, chỉ còn lại cái giường bệnh nằm là cái lòng từ bi vì chúng sanh bệnh cho nên ngài bệnh. Thì đó là lòng từ bi, lòng từ bi bao la, cho nên rồi chư Phật chư Bồ Tát tới đó bao nhiêu ngài cũng chứa. Như vậy thì cái tâm từ bi thương tất cả chúng sinh, mà thương tất cả chúng sinh là cái tâm rộng thanh thang, mà tâm rộng thanh thang đó là tâm mà chứa tất cả tòa sư tử của Bồ Tát. Cho nên bao nhiêu tòa dồn đó thì không chặt hết, chứ không phải cái thấy cái kiểu thấy của tôi. Thấy của tôi quý vị vô thì 50 người hết tôi đứng. Đó thì hiểu vậy thì mới hiểu cái nghĩa cái thấy của ngài Di Ma Cật. Sách 1000 tòa sư tử mà không có sạch là vậy. Rồi nói tới cái chuyện ngài Thái Tử, thì chuyện này thật ra nó cũng cụ thể. Nhiều khi mình đọc tử cũng thấy hoang mang, nói ngài thông minh, rồi cái gì cái đọc sách gì ngài cũng thuộc cũng hiểu hết, mà chuyện già bệnh chết trước mắt nhanh nhãn, phải sao ngài không biết? Gặp mấy người đó rồi để hỏi thanh mặt, để thanh mặt giải rồi ngài mới biết, thì thấy cái như ngài quê dốt nó chừng, phải không? Bây giờ tôi nói ví dụ trước, ví dụ như là có một vị mà chuyên học về kỹ sư canh nông, nhưng mà có lớp học á là học tại trường chứ không có đi thực tập. Cứ học thì học viết lúa này lúa kia lúa nọ đủ thứ hết, giống nào thuộc lòng hết. Yeah. Nhưng mà tại vì thiếu được thực tập cho nên người tới khi ra ruộng gặp mấy anh nông phu ẩm thầm ẩm cháy đó, thầy liền hỏi à, đây là giống lúa gì thầy kia. Thì như vậy anh kỹ sư đó thông minh hơn cái anh nông phu hay là anh không? Anh nông phu thông minh hơn anh kỹ sư, ai thông minh hơn ai? Bởi vì cái người này biết ở trong sách vở, còn cái người kia là thực tế thấy sống hàng ngày đó. Bởi vì Thái Tử học kinh sách lào lào ở tại trong hoàng cung mà chưa bao giờ cho đi ra ngoài, cho nên về nghe thì hay lắm, hiểu lắm, nhưng mà tới tình thực tế thì lúc đó thì chưa có rành. Còn cái chú sa mạc là chú đánh xe, chú ở ngoài mỗi ngày cứ đi lang thang hoài, cái gì chú cũng thấy. Cho nên rồi chú thấy khi mà thấy những hiện tượng lạ hỏa thì, nhưng mà chú thấy cái người già, người bệnh, người chết
Noel con mắt chú. Chú có cảm động không? Chú có xúc động chút nào không? Còn ngài chưa bao giờ thấy, hiểu mà không thấy. Bởi vậy cho nên một khi thấy liền có một cái xúc động mạnh mẽ, xúc động cho tới không cam chịu nổi mà phải đi xuất gia. Như vậy thì cùng một người thì coi như là lịch lãm, thấy rõ lắm, thấy không? Nhưng mà không có xúc động. Còn người thì chưa có thấy, chỉ nghe thôi, đọc trong sách thôi. Bây giờ trực tiếp thấy thì có cái xúc động này. Thì cũng vậy, cái ông kỹ sư mà khi ông nghe giải thích lúa này là lúa gì gì rồi, cho ông có học ông, ông liền hiểu liền cái giống lúa này nó sẽ có những cái kháng sinh gì, nó sẽ trị được những cái loại côn trùng gì, hay là nó yếu nó mạnh thì biết rõ. Và anh nông thôn thì trồng thì trồng trên không biết. Thì hai cái nó khác nhau lại chỗ đó, chứ không phải cho đừng nghe nó rằng học giỏi rồi tất cả cái đều biết. Nếu mình không có đến tận ngay mà chứng kiến mà thực tập thì cũng không biết như thường. Đó là cái câu hỏi thứ hai, dễ không có gì khó, phải không? Nhưng mà cái chỗ này là cái tôi nhắc cho tất cả cái Phật tử, mà cũng nhắc tôi luôn. Đức Phật ngài thường nói trong kinh, Đức Phật nói khi ta thấy người bệnh ta liền nghĩ tới, rồi ta cũng sẽ bệnh. Thấy người già ta liền nghĩ tới, rồi ta cũng sẽ già. Thấy người chết liền nghĩ tới ta sẽ chết. Bởi vậy cho nên ta không cam ở trong hoàng cung mà thụ hưởng, chờ già bệnh chết mới tới. Còn quý vị có thấy không? Thấy người già tưởng như mình chưa già, chứ bao giờ cái già tới mình, phải không? Thấy người ta bệnh, người ta khổ sở hoàng hoại đó, thì nghĩ là mình mạnh hết bây giờ mình bệnh. Rồi thấy người chết thì nói người đó chết chứ mình chưa chết, không có nghĩ là mình chết đâu, người đó chết là chứ mình mới chết. Bởi cái đó là cái khi mê tích chứa muôn đời. Bởi vậy cho nên mình không có tỉnh giác. Còn thật sáng trước mình thấy biết cái sự thật nó sẽ đến. Mà bây giờ nếu quý vị còn trẻ đôi 30 tuổi mà quý vị nhớ rồi mình sẽ già, rồi mình sẽ bệnh, mình sẽ chết, thì mình có lo tu không? Còn nếu thấy mà thôi cái đó là chuyện ta thất tỉnh, lo hưởng cái đã, lo ăn lo chơi này kia nữa, tới chừng ngã ra già, ngã ra bệnh thì chừng đó mới thức tỉnh, muộn quá rồi, làm sao cho kịp. Đó là cái điều mà chúng ta thấy Đức Phật ngài rất là sáng suốt, nếu chứng kiến một cái điều gì biết rằng cái đó nó có thể là cái chung của mọi người, thì ngài liền ý thức được mình sẽ đến, cho nên gấp mà lo, không còn lòng dạ nào mà ngồi trong hoàng cung để hưởng ngũ dục lạc. Còn mình bây giờ thấy già thấy bệnh chết chừng như lành rồi, mà giờ mình còn thích ngồi ở nhà thụ hưởng không? Đó là cái mà tôi thấy cần phải nhắc nhau nhớ cái điều đó để mà cố gắng tu, chứ đừng có coi thường. Rồi thêm một đoạn nữa, Đức Phật nói bởi thấy người già biết ta sẽ già, cho nên ta quý trọng người già không dám kinh hoàng. Thấy người bệnh ta biết ta sẽ bệnh, cho nên ta thương xót họ. Thấy người chết biết ta sẽ chết, cho nên ta không thể chần chờ được mà phải đi tu. Còn mình bây giờ nếu còn trẻ mà thấy người già thấy đi lụm cụm đó, ôi cái ông nó đi lụm cụm quá, rồi có khi cười nữa chứ, luôn đi luôn cười mà không cảm thông rằng cái già đó rồi sẽ đến với mình.
rồi thấy người bệnh cũng vậy, thấy người ta bệnh ta nhào khổ sở thì mình cũng có thương, mà thương chút chút rồi thôi bỏ qua, khi mà mình bệnh thì mình có thương nhiều, còn người khác bệnh thì mình ít thương lắm. Rồi tới thấy người chết thì mình là cũng rất là giả sử cái thân nhân mà chết thì cũng khóc 5 ngày 7 ngày đó, rồi cái này cũng quên, bởi vì chúng ta có cái tật dễ quên. Mà thưa quý vị, thường thường ai dễ quên thì nói người đó thông minh hay người đó phải được thông minh, đâu có thông minh. Cái chuyện nghe rồi quên đó là không có thông minh, mà đó là hơi ngu ngáo rồi đó, thấy không? Chứ cần lãng qua thì mình phải thông minh, thấy là gắn sâu nhớ mãi để mà lo liệu chứ. Cái mà thấy rồi cái là lâu láo ít nữa cũng quên hết. Thì cái đó là những cái điều tôi thấy đáng phải để ý, để là chúng ta cùng tỉnh với nhau, chứ đừng có nghe nhiều khi cái sự việc đó nó đến ngày nay thấy mình còn ngồi đây còn khỏe còn vui, mà ngày mai không có bảo đảm, không biết đâu, không biết nó ra sao. Đó là hai mối rồi, bây giờ còn một mối nữa này. Có vị Phật tử hỏi rằng, bạch là thượng, niết bàn và cực lạc là giải thoát, nhưng niết bàn là giải thoát rốt ráo, không phân chia thứ bạch, còn cực lạc này chia làm nhiều loại, từ hạ phẩm hạ sanh đến phẩm thượng sanh, như vậy niết bàn và cực lạc khác hay giống nhau? Thì quý vị hỏi cái này thì nó rành rẽ quá, mà tôi giảng thì chắc nó không có rành được. Không rành được là vì thế này, niết bàn và cực lạc đúng hai mặt mà nhìn. Niết bàn là thứ, cho nên chữ niết bàn cái nghĩa chính của nó là vô sanh, là không còn sanh tử nữa. Không sanh thì đâu có tử, tức là hoàn toàn giải thoát sanh tử. Còn cực lạc là cầu sanh. Quý vị thấy không? Có người nào nói không cầu sanh cực lạc không? Đó. Cực lạc là cầu sanh, cái này là vô sanh. Thì như vậy nếu căn cứ vào đó thì khác không khác? À, khác. Nhưng mà có cái không khác. Không khác là cái lý cực lạc, còn sự cực lạc thì khác. Tôi nói cầu sanh nó là mất sự, còn nói về lý cực lạc thì như các kinh hay nói, tâm tịnh thì độ tịnh. Nếu tâm mình thanh tịnh thì quả nhiếp thanh tịnh, như kinh Di Ma Tạp nói đó, tâm tịnh Phật quốc tịnh. Thì như vậy tâm mình nó hoàn toàn tâm sạch thì cái quả nhiếp nó được không sạch. Như vậy thì quả nhiếp nó tùy tâm. Bởi vậy cho nên về lý cực lạc á, thì nó tự tánh Di Đà, Di Tâm Tịnh Độ. Quý vị nhớ không? Tự tánh Di Đà tức là cái tấm giác mình là Phật Di Đà, còn tâm thanh tịnh mình á, là Tịnh Độ. Quý vị thấy Ngài sống bao lâu? Di Đà cái thứ ba đó thì thấy nó ra nó chưa đi, vượt nó có đi nó chưa đi, mà đã quả con cái giam hơi nhẹ nhẹ thì đã nó mới chịu đi. Vậy nhớ hai thứ ba thứ tư đó là thấy bóng gai chưa đi, giận nó đi chưa đi, nhiệt sinh ra chưa đi, đã chống mạnh cái này biến thì đã nó mới chịu đi. Và Phật giáo đó là vốn thứ ngựa hay. Thì bây giờ thở pháp, con người mình nó cũng vậy đó. Phật nói có người
nghe ở trong xó, trong nhà có một người già bệnh rồi chết, vừa như vậy cái hợp tỉnh họ phát tâm hay tu hành thì đó giống như là con ngựa hay số một, vừa thấy bóng hoài cho nó chạy liền à, chứ nó không có đợi, nó không đợi trên ngoài đó tới da tới thịt gì nữa hết. Đó là cái hạng số một. Rồi cái hạng thứ hai á thì mới có người nghe ta nói hàng xóm có người già, người bệnh, người chết, tuy nghe vậy mà chưa có phát tâm, chưa tu, mà đợi thấy, nghĩa là chính mình chứng kiến được người già, bệnh, chết, nghĩa là tâm khi họ chết mình chứng kiến được rõ ràng, về ngang đó thức tỉnh sẽ đi tu, phát tâm tu. Chữ tu này không phải vô chùa nghe, tu tức là ở đâu mình biết sửa, biết chuyển những cái tâm niệm xấu xa trở thành hay tốt, đó gọi là tu. Thì như vậy khi mà như không có phát tâm mà thấy rồi thì đó mình mới phát tâm tu, giống như con ngựa thứ hai là chỉ cần đụng tới cái đuôi nó, phải đụng chút thì chừng đó nó mới đi. Rồi tới cái con ngựa thứ ba, dụ cho cái người, cái người nghe người ta chết mình cũng chưa có khóc, thấy người ta chết mình cũng chưa có rung rinh, nhưng mà tới thân nhân mình hoặc là cha mẹ hoặc là anh em mình chết, chứng kiến được cái đau khổ của người anh, của người cha, của người mẹ mình chết, trên đó mình thức tỉnh. Rồi từ đó cái mình mới phát tâm mình tu. Đó là giống như con ngựa thứ ba phải diệt vô trong cái da nó phải đau đau một chút rồi, chừng đó nó mới chịu đi. Đó là cái người thứ ba. Rồi đến cái người thứ tư á, thấy người nghe ta chết mình cũng chưa thấm, thấy người chết cũng chưa thấm, người thân mình đau chết mình cũng chưa thấm nữa, chính mình đau mà sắp chết á, chừng đó mới giật mình muốn tu, nguyện khi này tôi hết bệnh tôi ráng tôi tu. Thì như vậy tức là tới mình đau sắp chết chừng đó mới thức tỉnh. Thì Phật nói đó là dụ như con ngựa thứ tư đánh một roi cho việc đau á, đó mới chịu đi. Thì kiểm lại tất cả quý vị trong bốn hạng người đó, quý vị thuộc về hạng người nào, bốn hạng đó mình thuộc hạng nào, hạng số một không chắc chưa, hạng số hai không chắc cũng chưa, hạng số ba không chắc cũng có lý một chút, để chỉ thấy thân nhân mình chết cái rồi mình cũng thức tỉnh, phải không? Đến cái hạng thứ tư đó là có khi nào mà đau thập tử nhất sanh mà mạnh lại thì chừng đó mới phát tâm tu tu, nhưng mà tu hồi mạnh lâu lâu cũng quên. Phải không? Đó. Như vậy thì bốn hạng đó mà quý vị có người nào lọt chỗ không? Có lọt ngoài bốn hạng đó không? Chắc cũng có một hai người lọt chỗ nữa. Phải không? Nghĩa là trong bốn hạng đó là có cái hạng hơi dở, là tại thấy đánh đau điếm mà mới đi đó, là dở rồi đó. Vậy đó mà mình còn có người lọt chỗ nữa. Phải không? Thời nào đau thì chán đời lắm, ở tới mạnh thì quên, rồi cũng hăng hái, cũng xông vào, rồi cũng lăn lộn chứ không có chán. Như vậy thì quý vị mới thấy cái cuộc đời chúng ta, cái người tỉnh thì nó hơi ít, mà người mê thì hơi nhiều. Những cái lẽ thật không chối được, không tránh được, mà tại sao mình không lo, phải không? Phải khi mà mình tránh được, mình trốn được, mình trốn bỏ được, mình không lo thì phải đi. Nó tôi còn có cái kế, tôi trốn nó, tôi tránh nó. Tại này trốn không được, tránh không được, nó phải tới nhất định. Mà tại sao không lo, tôi không hiểu nữa. Như vậy là sao? Như vậy thì thiệt ra chúng ta mù mịt quá chừng. Như hồi nãy ông Vua Ba Tư Nạc ông nói, nếu mà bốn phía mà nó lăn tới thì chỉ còn nước mà ráng tu thôi, chứ còn cách nào khác hơn nữa được. Vậy mà mình biết bốn phía nó lăn tới vậy mà không chịu ráng tu nữa, thì như vậy chờ cái gì?
chợ ngày nó nghiền nát, phải không? Nghiền nát như tro như bụi. À, thì như vậy thì rất là tiếc cái đời của mình có mặt ra đây mà rồi không làm được cái gì cho mình, cho người, để rồi tới cái ngày tan hoại thì đó là một cái điều rất là đáng thương. À, như vậy thì hôm nay tôi dẫn những câu chuyện này ra để nhắc quý Phật tử hoặc là người đã hiểu đạo khá khá rồi, hoặc là người mới hiểu chút ít, và cái người chưa hiểu thì nghe quý vị mới thấy cái tu là một vấn đề thiết yếu của con người, chứ không phải tu là cái chuyện dành cho mấy người già, mấy người phế nhân, phải không? Mà ai là con người thì thấy rằng cái già cái chết nó sẽ đến mai mai, mà đến mình phải làm sao đây? À, thì cái chuyện đó mình phải giải quyết. Thì như vậy đó là cái thiết yếu của sự sống. Nghĩa lo cho sự sống bao nhiêu thì chúng ta phải nghĩ đến cái chết bao nhiêu. Bởi vì có ai sống mà phải chết? Nếu sống mà phải chết thì đừng thèm nghĩ tới nó, phải không? Nếu tất cả quý vị ở đây mà không có người nào đó hứa rằng tôi không bao giờ chết thì thôi khỏi cần tu. Vì nó khỏi cần tu. Còn ai thấy rằng mình cũng phải chết thì thôi thì ráng tu dùng cái, để rồi chết sao? Chết cũng bớt khổ, phải không? Chứ còn không tu thì chừng đó rồi khổ, rồi khổ quá rồi kêu quý thầy quý cô là tụng kinh hộ, phải không? Rồi lúc đó đau đớn quá rồi mà muốn chết thì chết cũng không được, sống thì sống không xong, chết chết không được, rồi phải kêu cầu cứu tăng ni là tụng hộ, hoặc sống thì cho sống, hoặc chết thì cho chết. Thì như vậy để thấy rằng cái kiếp người của chúng ta nó mỏng manh, nó tạm bợ. Đã là mỏng manh tạm bợ thì chúng ta phải chuẩn bị ngay từ bây giờ, lúc còn sáng suốt, còn khỏe mạnh, chúng ta phải lo tập làm sao chuyển đi những cái mê lầm của mình, để rồi mình tỉnh, mình sáng. Như hồi nãy tôi nói là mình đừng bị cái tham, cái sân, cái ngu si nó lôi mình chạy, chạy mãi rồi làm cái người khách không cần, mãi mãi không biết chừng nào dừng, phải không? Rồi làm khách không cần, càng ngày nó càng đi xa với cái quê hương của mình, tức là cái quê hương chân thật của mình. Nha. Như vậy thì tôi giảng cái bài này nhắm vào hai điểm chủ yếu mà để nhắc nhở quý Phật tử. Điểm thứ nhất là cho quý Phật tử thấy rõ lẽ thịt của con người. Bản thân chúng ta phải biết đúng như thật nó thế nào, biết rõ thế ấy, chứ đừng có lầm. Thì như vậy ở đây qua lời Đức Phật và qua cái lời giải thích của vua Trần Thái Tông thì chúng ta thấy rõ rồi, kiếp người ai cũng phải tới cái lúc già bệnh chết, phải không? Không có ai tránh khỏi hết. Con đường người xưa đi rồi chúng ta cũng tiếp tục đi, không có ai mà thoát được con đường đó. Như vậy thì con đường đi đó chúng ta phải làm sao đi mà không khổ. À, cũng đi với ai mà mình không khổ, người khác đi họ khổ mà mình không khổ, thì cái đó mới là cái khôn, mới là cái thông minh sáng suốt của mình. Vì vậy chính cái tu là cái giúp cho mình khi già khi chết mình vẫn an nhiên tự tại, bớt cái buồn, bớt cái khổ, bớt cái buồn vì phiền não, bớt cái khổ vì cái thân yếu đuối bệnh hoạn, thì đó là mình đã bớt khổ ngay trong đời này. Rồi đời sau nữa mình cũng lại tự tại hơn, bởi vì mình biết tu, cho nên mình đâu có tạo nghiệp ác. Không tạo nghiệp ác thì làm gì cái cảnh khổ, cảnh ác nó có thể lôi kéo mình được. Do đó cho nên mình thông thả, mình tự tại. Đó là cái ý nghĩa thứ nhất mà tôi muốn nói cho tất cả quý vị thấy, để chúng ta ý thức, mình nỗ lực tu hành.
Còn cái ý nghĩa thứ hai là bởi vì tôi thấy rằng cái già, cái bệnh, cái chết là một lẽ thật, không ai tránh, không ai trốn được. Lẽ thật mà mình không biết, mà không biết tức là gì? Là mình mê, phải không? Nghĩa là lẽ thật đó mình phải luôn luôn thấy, luôn luôn rõ ràng, mà mình lại không biết, không thấy, đó là mình mê. Mê đó là nói theo cái từ thường, còn nói theo cái từ mà mạnh chút là mình mù, mình không thấy. Khi già chết trước mắt mình đó, mà mình mù mình không thấy à. Mà bởi mình mù mình không thấy, cho nên rồi mình phải khổ. Mình cứ tạo nghiệp ác mình khổ nha. Thì nhân đây tôi dẫn câu chuyện ở trong kinh, nói rằng có một người đó ở thế gian họ làm những cái điều ác, rồi cái họ chết, khi chết phải xuống địa ngục, rồi một tốt nó dẫn tới vua Diêm Vương. Diêm Vương nó hỏi cái ông ở cái nhân gian, ông có thấy thiên sứ của ta lên nhắc nhở ông không? Nó không thấy. Và nó ông không thấy người già sao? Nó thấy. Nó à, chính người già đó là thiên sứ của ta, ta cho lên nhắc cho ông biết rằng ông sẽ già. Ông biết ông sẽ già thì ông sẽ chết, sao mà ông không dám ông làm lành, ông cứ làm ác hoài vậy? Thì cái ông nói, thưa ngài, tại tôi ngu mê quá, thấy mà là tôi không biết, cho nên tôi cứ tạo nghiệp ác. Đó là thiên sứ thứ nhất. Cho nên khi nào mà thấy tóc mình nó có một hai sợi bạc thì biết là thiên sứ nó đã bắt đầu báo tin rồi đó, phải không? Báo tin cho mình hay rồi đó. Rồi cái thiên sứ thứ hai, tức là hỏi ông không có thấy ở thế gian có những người bệnh sao? Nó dạ thấy. Nó thấy tại sao? Thì bệnh đó là cái nhân sẽ chết, mà tại sao ông không thức tỉnh, ông tu hành mà ông làm ác? Nó dạ thưa ngài, thấy mà tôi quên, thành tôi cứ làm ác. Thế à, như vậy thì ông tại ông ngu mê, ta đã cho thiên sứ lên báo tin rồi, mà ông nghe, ông thấy mà ông không chịu tu. Bây giờ ông phải chịu tội, ông làm ông chịu. Rồi hỏi cho ông có thấy người chết không? Dạ thấy. Đó là thiên sứ thứ ba ta đã sai lên. Như vậy thì thấy người chết là biết là ông cũng sẽ chết. Mà tại sao ông không lo tu, không lo làm lành, mà đợi cho tới chết rồi tới đây rồi ông mới chịu tội? Nói thưa ngài, hồi đó tôi như ngu như mê, thấy mà tôi không biết, không tỉnh. Như vậy thì vua Diêm Vương mới kết luận rằng, nghĩa là như vậy thì tất cả cái tội của ngươi làm là do ngươi mê muội mà tạo ra, chứ không phải do cha mẹ xúi dục, không phải do cái bậc cái quyền thế nào ép ngươi, cũng không phải do cái đấng thiêng liêng nào tạo, mà chính ngươi làm thì ngươi phải chịu, phải không? Ngươi làm tội thì ngươi phải chịu. Thì như vậy thì tất cả chúng ta hiện giờ, quý vị có thấy thiên sứ lên báo tin chưa? Mà quý vị tỉnh khá khá chưa? Hay mà thấy báo tin thì báo, chứ mà cũng còn lo được lo mất cái đã, chuyện thân gác còn hơn, phải không? Nghĩa là thôi, cái chuyện nó chưa gấp, tôi lo chuyện này giải quyết cho xong đã. Chứ như vậy mà giải quyết hoài chưa xong, cái tới ngày cái vua Diêm Vương nó dẫn đi, phải không? Dẫn đi rồi chừng đó hối hận không kịp. Bởi vậy cho nên quý vị nhớ, chúng ta tỉnh sáng, một lần thấy là một lần tỉnh. Quý vị nhớ Đức Thích Ca khi mà còn làm thái tử đó, phải không? Nên chỉ một lần thấy người già người bệnh chết là lo đi tu liền, vậy đó mới thoát khổ được. Còn mình thấy nhan nhản không phải một lần mà cả chục lần, nhất là những chuyện mà tới 60-70 tuổi đó thì thấy chừng bao nhiêu lần, thấy không biết bao nhiêu lần,
Còn nếu mà quý vị làm trong bệnh viện thôi thấy liên miên, phải không? Vậy mà có tỉnh chưa? Thấy thấy rồi qua cũng quên mất rồi. Người ta chết trong nên mình chết, phải không? Cứ để thấy rồi là cũng bỏ qua, thấy rồi cứ bỏ qua. Cho nên rồi không có tỉnh, mà không tỉnh cho nên phải tạo nghiệp ác. Nghiệp ác rồi phải chịu khổ đau. Cho nên tất cả chúng ta là cái người sáng suốt thì quý vị ráng phải tỉnh, đừng có mê nữa. Tỉnh vì mình biết lẽ thật nó như vậy, người kia tới rồi cũng sẽ, mình sẽ tới, chứ không có ai thoát khỏi. Mà đã không thoát khỏi thì không có nên chần chờ, phải không? Phải nỗ lực, phải cố gắng. Thì như vậy chúng ta lo tu là lo cứu mình, chứ không phải làm cái chuyện bâng quơ, làm cái chuyện vô ích. Nha, hiểu như vậy rồi thì mỗi ngày quý vị ráng tập làm sao tâm mình đừng để cho sáu trần. Như hồi nãy nói đó, sáu trần nó lôi cuốn, đừng bị tham sân si nó kéo, nó dẫn, thì chúng ta sẽ tỉnh, sẽ sáng. Làm sao mà mình giả sử trong mình hơi quể quải, bệnh bệnh chút, có ai đó họ ác ý, họ tới kêu tên mình, họ chửi, thì lúc đó mình phải nên sao? Nổi giận sang tay áo, tự lộn với họ hay sao? Hay nhớ, à, bữa nay đau đây, mai mốt rồi nó chết, chứ ở đó mà hơn thua là chi, thôi cho ông chửi, thì chửi nhiêu tôi cũng chịu. Tôi thân này nó là bệnh hoạn, thân này nó sắp chết tới nơi rồi, hơn thua làm gì? Thấy không? Nghĩ như vậy đó là biết tu chưa? Đó là không bị cái sanh nó lôi. Còn này nghe chửi cái nổi giận lên cái lòng còn ngồi dậy đi ăn thua, đó là bị cái sanh nó lôi, phải không? Còn nếu mà có cái tham, tức là cái của cải, đây tôi nói của cải cách này, ví dụ như người đó đường hơi dứt đầu, hơi nhọc nhằn con người, thế là có người bạn làm ăn mà họ quen, họ biết vẫn ai có cái việc làm đó sẽ phát tài nhiều, lại cái họ trình bày nói ở đây chị đi làm với tôi cái này, làm này thì chỉ trong vòng mấy ngày thì mình có bao nhiêu triệu bạc rồi. Nghe nói hồi cái quên mình đứng dậy cái bắt đầu đi chỉ lo làm ăn, phải không? Thì như vậy thì bị cái gì nó dẫn, bị cái tham nó dẫn. Như vậy thì chúng ta phải ý thức rằng cái thân này đã không bảo đảm thì tham bao nhiêu của cũng không làm gì, thì hơn thua bao nhiêu lời nói việc làm cũng không làm gì. Cho nên rồi chúng ta hằng tỉnh, hằng giác. Chính cái tỉnh giác đó là cái để chúng ta thành người Phật tử mà tự mình bớt khổ và làm bớt khổ cho người. Tôi nói ví dụ người ta chửi mình thì mình nghe lúc đó mình khổ, rồi nếu mình chống lại mình chửi họ thì họ khổ không? Thì họ cũng khổ. Thì như vậy thôi thì mình khổ đi, chửi mình như mình cứ nghe, mà nghe rồi thì sao? Cứ nghe lỗ tai này cho qua lỗ tai này mất, bình thường chứa, chứ nghe chứa cũng không tốt, thấy không? Nghe chứa rồi nó ấm ách trong bụng hoài, rồi cũng khổ. Thôi chờ chửi thì chửi rồi cho nó qua hết, rồi họ chửi mỏi miệng rồi họ về. Thì như vậy đó là không có chuyện gì xảy đến làm cho mình khổ, làm cho người khổ. Còn nếu mà mình ăn thua từng lời á thì mình khổ, người cũng khổ. Do đó mà tất cả quý vị, ai là cái người tỉnh, người giác thì dám nhớ cái hình ảnh già bệnh chết nó đương đuổi gấp theo mình mà tu hành, đừng có chần chờ, đừng có hẹn hò, phải không? Có nhiều người hay hẹn lắm, tôi có 5-6 đứa con để lo cho nó có đôi có bạn đàng hoàng rồi tôi mới tu, mới rảnh tu. Hẹn vậy đó nghe cũng phải quá, nhưng mà lo cho mấy đứa lớn có đôi có bạn rồi, tới đứa út cái giờ có đôi có bạn thì đứa lớn nó lọt ra 2-3 đứa cháu 2-3 đứa cháu nội cháu ngoại rồi đó, rồi sao nữa?
À, có cháu nội cháu ngoại rồi con nó mất đi làm, ai giữ cháu giùm đấy. Rồi lúc đó tôi mới nghĩ sao, thôi để tôi giữ giùm cho mấy đứa nhỏ này, nó lớn lên nó đi học thi hành được rồi thì ba má nó lo tôi tu, rồi lo cho mấy đứa cháu lớn, nó lớn lớn cái rồi cái cháu nhỏ nó lọt lòng ra nữa, rồi lo vậy tới khi nào rồi, quý vị nghĩ khi nào rồi. Hẹn thì nghe cũng hay vậy, nói cũng ham tu lắm, lo cái này rồi tu, cái này rồi cái có cái khác, nói cái khác rồi tu, cái khác rồi có cái khác nữa, cứ như vậy mà hẹn hẹn hoài, rồi tới ngày chết đông ra mà cũng chưa tu được chút nào hết. Nha. Bởi vậy cho nên nói tới cái tu á, là phải gan, phải mạnh mẽ, mình biết là cái chuyện nó không thể hẹn được, thì không được tu nhiều, thì tu ít. Chứ đừng có hẹn nha. Ai mà hẹn hò đó thì đó là nó không muốn tu rồi đó. Mà quý vị nghĩ tu là cho ai? Đâu phải quý vị tu tôi được nhờ, phải không? Quý vị tu là quý vị nhờ. Mà rồi quý vị tu á thì chính bản thân mình được lợi, gia đình mình được lợi, hàng xóm cũng được lợi nữa nha. Vì mình tu thì mình hiền, thì vợ chồng mà người nào cũng hiền hết, đâu có gầy lộn. Hoặc là người chồng giữ người vợ hiền, thì người chồng la hồi người vợ làm thinh, đâu có chữ lộn, đánh lộn, phải không? Thì đó là gia đình yên rồi. Rồi cái láng giềng mà nếu họ hung dữ, họ ăn hiếp mình, họ chửi mình, mà mình làm thinh hoài, thì biết là cũng làm hiếp, hết muốn chửi nữa, phải không? Hết muốn chửi nữa thì như vậy thì cũng là láng giềng được bình yên. Thì như vậy thấy mình đã bình yên, gia đình mình bình yên, láng giềng được bình yên, thì cái tu nó có lợi như vậy đó. Mà chẳng những bình yên bây giờ mà mình tu được, cái sau này mình còn khỏe hơn nữa. Như vậy thì một việc làm lợi ích cho hiện đời, lợi ích cả đời sau mà không chịu làm, còn hẹn hò là gì? Còn giả sử như quý vị tranh hơn, tranh thua thì mình có hơn được. Giả sử người đó mình họ nói mình một câu có vẻ mà gọi là như là móc họng đó, thế gian này là móc họng đó. Nghe người ta nói cái muốn nổi nóng lên, người ta nói cái mình chịu không nổi, nhưng bây giờ mình nghe như vậy đó, rồi nếu mình tìm một câu cho hơi gắt hơn nữa, nói cho họ sôi sôi máu lên nữa, thì như vậy là hai bên có lợi gì? Thì mình nổi nóng, họ nổi nóng, thì nếu cuối cùng hai người tập nhau hồi thì cả thì cày mặt người xế mài, phải không? Thì cả hai đều khổ, chắc có lợi cho ai đâu, phải không? Thì quý vị thấy không biết tu là hại mình, hại người, mà hại cả gia đình nữa. Mà nếu mình làm khổ cho người ta, mình đánh người ta bị thương thì mình ở tù, thì bỏ con, bỏ vợ ở nhà không có người lo, thiếu tiền thiếu bạc thì khổ lây cái chùm, phải không? Cho nên mình giữ tu, mình nhẫn nhịn chuyện không đáng, cái đáng lo và đáng sợ hết là cái già cái chết cái tới nè. Chứ hồi nãy nói đó, cái núi mà nó cứ lăn lần lần về mình coi à, mà tới là nghiền nát mà không chịu lo cái đó, rồi lo chuyện nó lạc vặt ăn thua gì, phải không? Cho nên người khôn là cái người biết lo việc lớn, còn cái người dạy là cái người chỉ biết cái lặt vặt thôi. Cái lặt vặt là cái không đáng, được cũng không có được bao nhiêu, mà mất cũng không mất bao nhiêu. Chỉ có cái già cái chết là cái quan trọng hơn hết. Cho nên quý vị nhớ được cái đó là quý vị nhớ tu, còn không nhớ cái đó là quý vị không nhớ tu. Thì đây là cái buổi giảng chót trong mấy ngày rằm. Đây là hạn chế trong mấy ngày rằm, buổi giảng chót trong mấy ngày rằm mà tôi trực tiếp nói chuyện với quý vị, mong rằng tất cả quý vị nghe ý thức được rõ ràng cái lợi cái hại, cái lớn cái nhỏ, để rồi tự mình tránh cho mình bớt khổ. Quý vị thương người chung quanh họ khổ thì quý vị có thể giúp tiền, giúp bạc, nhưng mà tiền bạc đó thì giúp lúc họ xài hết, phải không? Chỉ có làm sao cái người đó họ tỉnh, họ sáng,
họ siêng năng, cần kiệm và họ luôn luôn sống cái hiền hòa đạo đức, thì cái đó mới là cái bền. Thì bây giờ tất cả quý Phật tử lâu nay cũng là người mến đạo, đến chùa nghe chúng tôi giảng dạy, thì cái mà chúng tôi thương giúp quý vị không gì hơn là nhắc cho quý vị biết cái nào là cái hại, cái nào là cái lợi, để cho quý vị tránh cái hại, làm cái lợi. Mà cái hại tránh được là bớt khổ, cái lợi làm được thì được vui, phải không? Nên là bớt khổ được vui, đó là thương quý vị, giúp cho quý vị, chứ còn không làm cách nào hơn nữa được. Thì như vậy bao nhiêu lời nhắc nhở chúng tôi y theo lời Phật dạy, y theo lời của các người xưa để lại, để mong rằng tất cả quý vị nghe rồi cố gắng thực hành, nhờ mình tu rồi mình bớt khổ. Thì đó là cái tinh thần ở trong đạo, thầy trò giúp đỡ qua lại với nhau. Quý vị thấy với thầy tu không có làm ra tiền bạc, thì quý Phật tử giúp bằng tài chánh để quý thầy có phương tiện tu, đó là quý Phật tử thương quý thầy. Quý thầy đối với quý Phật tử biết cái đường hay, biết được cái chỗ lợi ích, thì khuyên nhắc để quý Phật tử biết cái nào là cái khổ tránh, cái nào cái vui để thực hành. Thì như vậy đó là quý thầy thương quý Phật tử. Chúng ta thương nhau, giúp đỡ nhau để tiến lên, để cùng hết khổ, để được an vui, đó mới là cái chân thiệt. Thế còn nói ngoài môi mà mép nó không có thiệt, phải không? Thì hôm nay chúng tôi nhắc quý vị tất cả cố gắng tinh tấn tu. Vì tôi thấy cái núi thứ nhất, thứ hai, thứ ba đó nó lằn tới gần quá rồi, tôi đương cứ chậm chạy ba chân bốn cẳng chạy dốc chứ không dám chần chờ nữa. Cho nên bữa nay nhắc quý vị coi như là buổi chót trong những ngày rằm, chắc không có thì giờ để nhắc nữa, thì quý vị nhớ để cố gắng tu. Thôi tới đây nghỉ, quý vị chắp tay hồi hướng chúng ta.